À, đối với cái ngôn ngữ si á, thì cái mà người ta hướng tới các bạn, mình thấy á, khi người ta hướng tới ở cái viết viết si đúng không, thì khi người ta sẽ hướng tới cái gì, người ta sẽ viết ra những cái function, những cái hàm à, người ta sẽ viết ra những cái function, những cái hàm là chính để thực thi những cái tính năng gì đó mà mình cần ở trong toàn bộ cái hệ thống lớn của mình. Người ta sẽ viết sẵn những cái hàm đó, anh muốn dùng hàm gì đó anh gọi hàm đó ra anh chạy thôi đó. Thì cái ngôn ngữ si á, thì nó có một cái tên gọi khác là nó là dạng một cái dạng ngôn ngữ gọi là hướng thủ tục ha, tức là nó hướng tới là viết ra những cái thủ tục, những cái function, những cái hàm sẵn đó. Nhưng mà đối với ngôn ngữ si cộng cộng á, thì nó lại hướng tới một một cái mà nó chú tâm hơn. Nó không phải là về chỉ là về một cái hàm thực thi đâu, mà nó chú tâm tới là gì, à là một cái đối tượng mà chúng ta sẽ nói tới trong toàn bộ cái hệ thống chương trình mà mình viết ra. Thì mình hướng tới từng trong một cái hệ thống lớn đó thì nó sẽ có những cái đối tượng gì, thì người ta sẽ xoay quanh cái việc là tạo ra những cái biến ha, tạo ra những cái biến liên quan tới đối tượng đó, tạo ra những cái hàm đó, hay là những cái phương thức liên quan tới cái đối tượng đó, hay là tạo ra những cái toán tử, hay là tạo ra những cái lớp con nhỏ hơn liên quan tới một cái object, một cái đối tượng nào đó. Thì người ta sẽ xây dựng lên một cái hình thể chung của cái đối tượng đó, thì người ta gọi cái tên nó là một cái từ khóa gọi là class ha, tức là tạo ra một cái lớp hình mẫu trước ha. Thì cái lớp hình mẫu đó, đây ví dụ như một cái như thế này, một cái lớp class mà mình có một cái class ở đây có cái tên đó là gì, fruit ha, fruit tức là trái cây ha, ví dụ như vậy. Thì các bạn sẽ thấy là gì, à nó có một cái tạo ra một cái hình thể trước và nó sẽ hướng tới là gì, à làm một cái bài toán liên quan tới trái cây đúng không. Ví dụ như là bài toán liên quan tới trái cây, một cái chương trình liên quan trái cây, ví dụ như là viết một cái ứng dụng để quản lý cái sản phẩm đúng không, của cái một cái gian hàng bán trái cây đó, về cái việc nhập xuất số lượng trái ha, các loại trái và giá trị tiền rồi tính toán rồi vân vân, những cái vấn đề liên quan tới thực thi, liên quan tới cái đối tượng đó. Thì người ta trong ngôn ngữ si cộng cộng nó lại hướng tới là hướng gì, hướng tới cái đối tượng ha. Thì ở đây người ta sẽ nghĩ tới đối tượng là gì, à trong một cái gian hàng bán trái cây có nhiều loại, ví dụ như là loại đối tượng, object là đối tượng, những cái đối tượng như là trái apple, trái banana, trái mango đúng không đó, nó có những loại trái như vậy. Ví dụ mình không biết tiếng Việt thì mình cứ đọc tiếng Anh như vậy, vậy để người ta tưởng là mình cũng biết tiếng Việt nhưng mà thực ra mình không biết, nhưng mà mình giả bộ là mình biết đúng không, mình đọc mấy từ tiếng Anh thôi. Đó ý tưởng là như vậy. Có những cái trái cụ thể như thế này đúng không đó, thì người ta sẽ tạo ra những cái biến ha, những cái biến gọi là biến chung chung nhất ha, tạo ra một cái biến chung chung nhất gọi tên là gì, là fruit, fruit ha, là một cái lớp trừu tượng trước là trái cây ha. Đó, nó tạo ra một cái biến chung chung trước là ok tôi quản lý về trái cây nha, rồi thì sau đó từ cái biến trái cây này nó mới khai báo những cái biến cụ thể như bị trái apple, trái banana, trái mango. Thì mỗi cái trái này nó sẽ có những cái đặc tính gì, thì nó thấy là gì, à nếu như chung quy nó cũng chỉ là một loại fruit thì nó sẽ có những cái loại thuộc tính đó. Tức là ngôn ngữ này tóm lại nó là một cái ngôn ngữ hướng tới một cái đối tượng chung chung trước ha, từ đó mình mới, tức là mình gom từng cái đối tượng đơn lẻ lại vào thành một cái bộ lớp gọi lớp chung chung nhất gọi là class ha. Thì ở đây mình sẽ tiến hành mình dùng một cái keyword mình học, đó là keyword class rồi, và mình cũng nói luôn cái fruit đi, và mình cũng sẽ nói tới một cái gian hàng trái cây đi ha, gian hàng trái cây là bán các loại trái cây, fruit, fruit đúng không ta, fruit đúng rồi. Rồi, đóng mở ngoặc ha. Và nhớ kết thúc class có dấu chấm phẩy ha, có dấu chấm phẩy. Đó. Rồi. Thì cái fruit này nó cũng tương tự ha. Nó tương tự. Các bạn sẽ thấy cái cách xài nó tương tự như struct ha, struct trong C mình đã học ha. Nhưng mà struct trong C á thì nó chỉ chứa được gì? Chứa variable ha. Nó tức là nó chứa nhiều cái biến thôi, nó chỉ chứa được nhiều cái biến thôi. Nhưng mà cái class á, thì nó có khả năng chứa được cả gì, cả variables và cả gì, cả function, tức là cả hàm luôn đó. Và người ta sẽ hướng tới cái đối tượng, tức là cái ngôn ngữ người ta viết ra là người ta nhìn nhìn xa hơn các bạn, người ta nhìn theo cái lối nhìn của human á, của con người á, tức là tôi viết cái chương trình
quản lý về doanh số bán hàng của một cái gian hàng bán trái cây đúng không? Thì cái đối tượng của tôi hướng tới là gì? À, những cái loại trái cây trong cái gian hàng đó thì tôi sẽ tạo ra một cái lớp chung, và nó sẽ chứa những cái thông tin, tất cả những cái thông tin của các loại trái cây mà tôi sẽ quản lý đó. Thì trong đây khi mà mình nói tới trái cây thì trong cái đối tượng trái cây này, trái cây thì mình có nhiều loại đúng không? Táo hồi nãy có gì, táo nè, xoài nè, với cái gì đó, táo xoài với trái chuối ha, táo xoài và chuối đúng không? Đó thì những cái loại trái đó mà trong một cái gian hàng bán trái cây thì mình cần phải quan tâm tới những cái thuộc tính sau đây đó. Cái thuộc tính đầu tiên đó là gì? Giá tiền đúng không? À, tên tên ví dụ như mình tên gọi đi ha. Táo thì nó cũng có thể là có nhiều loại táo Mỹ, táo Tàu, táo Úc gì đó ha, nó là nhiều loại táo đó. Thì thứ nhất mình sẽ tạo một cái biến, rồi biến 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 tên chứ, cái tên thì mình có học qua một cái thư viện string rồi đúng không? Thì mình có thể dùng cái thư viện string để mình chứa cái tên đó, string ha, string đó. Thì trong cái thư viện này nó sẽ có một cái biến string chứa cái tên ha, cái tên, cái name đó. Cái name cụ thể của nó là gì đúng không? Cái thư viện này thầy cũng không nhớ các bạn, nó gì tí mình coi lại sau. Rồi thì đó, một cái string đó, chứa cái tên ha. Rồi tiếp theo là nó sẽ chứa cái gì nữa, nói tới cái đối tượng này, tức là nó gom lại những cái biến nào mà liên quan tới đối tượng này, nó sẽ gom lại chung đây. À, cái giá tiền, price, giá tiền. Giá tiền thì mình có thể để nó xuống xuống nguyên ha, chắc chắn là xuống nguyên rồi, price ha. Đó, hoặc là thêm một cái loại như vậy, tên nè, giá tiền, xuất xứ các bạn, xuất xứ đó, ví dụ như vậy thì người ta sẽ làm ra một cái khối tổng gì đó mà nó sẽ là đại diện cho từng cái đối tượng cụ thể sau này khi mà mình cần sử dụng trong cái chương trình của mình. Rồi, address tức là cái nguồn gốc á, cái nguồn gốc xuất xứ của nó là mình chả biết đặt cái tên gì cho hợp lý các bạn. Ví dụ như là đặt tên là address đi, mình chả biết đặt tên gì cho hợp lý giờ nữa. Đúng không? Nhưng thực ra là cái này đặt tên cái chữ address nó không hợp lý lắm. Ok, thì coi như nó là cái nơi mà chuyển tới đi ha, coi như cái nơi chuyển tới của loại trái cây đó. Ngoài ra thì trong đây mình sẽ có thể viết ra những chứa được những cái hàm nữa, những cái function, những cái hàm. Thì mình viết bình thường thôi, như cái hàm. Ví dụ như cái hàm xuất ra thông tin ha, tức là viết một cái hàm đơn giản đầu tiên là xuất ra thông tin của những cái thông số này, xuất ra những cái thông tin của những cái thông số này. Thì mình sẽ viết cái hàm là void bring bring info ha. Đó, thì mình viết ra một cái hàm như vậy. Rồi, thì trong cái hàm này mình sẽ viết nó gồm những cái gì đúng không? Thì xuất ra thông tin thì đơn giản thôi. Thì mình sẽ xuất ra thông tin của những cái ông này. Thì mình sẽ dùng cái cl name đó. Rồi name đúng không? Rồi and apply đúng không? Rồi sau đó mình lại cl đó. À, có một số bạn có câu hỏi, cứ cứ nhắn tin đi, tí thầy sẽ trao đổi về cái câu hỏi của các bạn sau ha. Em mình nói về cái này trước, price giá tiền thì mình sẽ print cái price ra. Rồi, CL bring ra cái address. Hoặc cái chỗ này mình sẽ ghi là come from, ví dụ vậy ha. Thì address. Đó các bạn ha. Đó. Thì đây chính là cái đó, thì các bạn nhìn vô ha, thì đối với cái loại cửa hàng trái cây này, đối với cái loại trái cây này ha, đối với cái loại trái cây này thì mình mới cần viết cái hàm là xuất ra cái thông tin của cái chi tiết của cái loại trái cây này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là gì? À, hồi xưa mình học C á, thì những cái này mình sẽ để nó nằm tùm lum ở bên ngoài luôn ha, chứ nó không được có gom lại chung với nhau gì hết.
Nhưng mà khi mà mình học lên cái dạng hướng đối tượng á, thì những cái biến này, thật ra cái biến á, nhưng mà bên trong cái hồi xưa học C nó gọi là biến variable, nhưng mà thật ra khi mà qua bên 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 hướng đối tượng á, nó không gọi là biến các bạn, nó gọi là thuộc tính các bạn, nó gọi là thuộc tính. Thì cái từ tiếng Anh là attribute, hay là những thuộc tính, hoặc là members ha, hoặc là những member, các bạn sẽ nghe những cái từ khóa như vậy ha, tức là thuộc tính đó, chứ nó không gọi là biến nữa. Cái thứ hai là cái hàm á, thì bên C nó gọi là hàm function, nhưng mà qua đây nó gọi cái khác các bạn, nó gọi là method, là phương thức ha, phương thức, những cái phương thức ha đó, thì nó hay gọi những cái từ như vậy, cái phương thức đó. Thì những tóm lại là gì, à C hướng đối tượng nó sẽ gom những cái thông tin liên quan từ biến cho tới những cái phương thức vào chung một cái khối mà liên quan tới cái đối tượng đó, tức là nó bố cục lại cái chương trình, cái dữ liệu của chương trình theo một cái hướng là gì, à hướng tới một cái đối tượng nào đó ha, mà mình muốn hướng tới. Rồi thì ví dụ xong ha, về cái việc mà mình đã tạo một cái đối tượng mới, và để mình và đó chính là cái tính chất của nó ha. Rồi thì để tạo ra một cái đối tượng cụ thể nè, từ một cái lớp trừu tượng như vậy ha, đây cũng là một cái đặc tính đầu tiên mà mình muốn muốn hướng nói tới cho các bạn, đó là gì, đó là cái tính trừu tượng ha. Tức là trong cái thông tin này các bạn thấy là gì, à cái class này nó sẽ chứa những cái thuộc tính như thế này, nhưng mà hoàn toàn là nó chưa có một cái giá trị cụ thể nào hết, nó chưa hề có một cái giá trị cụ thể nào hết, nó rất là trừu tượng ha, và nó là đại diện cho gì, cho các cái loại trái cây trong cái cửa hàng đó ha. Thì ở đây mình muốn nói cụ thể tới một cái loại trái cây cụ thể, thì mình sẽ tiến hành là gì, à khai báo một cái đối tượng cụ thể ha. Thực ra trong C mình gọi á, thì đó là khai báo một cái biến ha, một cái biến đó thuộc cái struct, hoặc là thuộc cái class này, nhưng mà bên hướng đối tượng á, thì nó gọi là khai báo một cái đối tượng cụ thể. Ví dụ như cái đối tượng đó là cái loại táo apple ha, apple. Thì cái apple này á, nó gọi cái apple nè, tức là cái biến này nè, nó không gọi là variable nữa, mà nó gọi là gì, là một cái đối tượng các bạn, đối tượng, hay tiếng Anh nó là object, object ha, tức là một cái đối tượng, tạo cho tôi một cái đối tượng cụ thể từ gì, từ cái lớp trừu tượng này đó. Thì cái đối tượng của tôi là cái tên biến của mình, thì mình gọi là một cái đối tượng là apple ha. Thì sau đó thì các bạn muốn điền cái tên, cái giá, cái address gì đó cho cái đối tượng apple này, thì các bạn chỉ cần thông qua cái biến này thôi, là các bạn sẽ bắt đầu điền những thông tin này, hoặc các bạn có thể gọi cái phương thức này ha, thông thông qua từ cái biến này, các bạn thấy không? Thì đây chính là cái đặc tính gọi là cơ bản và cốt lõi nhất của cái ngôn ngữ hướng đối tượng nói chung luôn, không phải là C cộng cộng, mà tất cả những cái ngôn ngữ sau này, thì đó gọi là cái đặc tính cốt lõi của ngôn ngữ hướng đối tượng OOP ha, OOP đó, cái từ OOP nó viết tắt lên là từ như vậy á, object oriented ha, programming đó. Thì thật ra nó chỉ là nói tới cái gì, à cái cách mà mình sắp xếp cái bố cục chương trình của mình à, thành từng cái khối như vậy ha. Và ở đây mình muốn tạo ra cái chẳng qua là nó gom cái, nói thẳng là nó gom những cái dữ liệu, những cái biến, những cái hàm vào chung trong một cái khối gọi là class. Rồi thì bây giờ mình muốn truyền cái thông tin cho những cái đối tượng này ha, thông tin cụ thể, thì các bạn chỉ cần gọi apple chấm gì, à chấm chấm nem bằng gì đó, các bạn muốn truyền vô bằng cái gì đó thì các bạn chấm bằng cái đó. Thì đây là kiểu dữ liệu string nên mình hoàn toàn có thể là chấm bằng được luôn ha, chấm bằng được luôn. Rồi thì ở đây mình sẽ cho là ví dụ như táo táo Mỹ đi, American, America Apple, America Apple đúng không? Táo Mỹ. Ừ. Rồi, tiếp theo là à nó có báo lỗi ha. Thì nó có báo lỗi. Thì ở đây mình điền thêm một cái gọi là tiền tố nữa. Nó có trong cái class nè, thì nó chia ra làm ba loại tiền tố, nó có chia làm ba cái loại tiền tố gọi là truyền tố truy cập á, nó gọi là Asset Modifier. Nó có ba loại tiền tố truy cập. Thì cái tiền tố đầu tiên mà mình sẽ dùng để cho nó dễ hiểu nhất, nó gọi là tiền tố gọi là public public ha, public tức là public tức là
là mở rộng bạn, public ha. Public tức là mọi nơi đều có gọi là public các bạn, giống như cái nơi public tức là cái nơi mà mọi người đều có thể sử dụng được đó, gọi là public ha. Thì cái này người ta gọi là modify cái gì, access modifier ha. Thì cái từ keyword này ý nghĩa là gì thì thầy sẽ nói ở những cái phần tiếp theo. Thì trước tiên các bạn biết là cái public là cái mà nó mở rộng nhất, tức là những cái đối tượng bên trong này mình có thể gọi là truy xuất nó từ bên ngoài, truy vấn nó từ từ bên ngoài như thế này, nó truy vấn được nó ha. Rồi, hết lỗi các bạn thấy không? Rồi. Thì ngoài cái public đó, nó còn hai loại khác thì mình sẽ nói sau, đó là private, thì phủ trái ngược với public sẽ là private, và một cái nữa ở một cái mức độ gọi là nó chung chung đó là pro gì protected ha. Đó thì có ba cái loại asset modifier như thế này, thì mình sẽ lần lượt tìm hiểu sau ha về cái vấn đề bảo vệ đóng gói dữ liệu của cái class. Rồi thì bây giờ các bạn để một cái thẻ public 2 chấm, thì tất cả những cái nội dung này các bạn có thể truy vấn bằng cách là dùng cái tên của cái đối tượng chấm chấm tới nó ha, chấm tới name, chấm tới price, chấm tới address để mà mình truy vấn tới ha. Rồi cái thứ hai là apple chấm price, ví dụ như táo Mỹ thì hình như thầy nhớ nó mắc các bạn, với cái giá tiền nó đang tăng lên bây giờ thì nghĩ 99.000 không rẻ đâu ha, nó 99.000 đồng đó. Ủa xin lỗi, nó là số nguyên các bạn, apple chấm address thì mình sẽ cho bằng American, America đúng không? Nước Mỹ. Đó. Rồi. Thì đây là cũng là một cái rất là hay của string ha. Ngoài cái kiểu string á thì hồi xưa mình học C á, mình học cái kiểu là gì vậy các bạn? Tương đương với chuỗi là char đúng không? Char đóng đóng mở ngoặc bao nhiêu cái phần tử. Nhưng mà đối với cái kiểu chuỗi mình viết như thế này thì mình không có cách nào mà mình dùng cái phép gán như vậy được, mình không gán được ha, gán là nó báo lỗi liền, không có gán được. Rồi thì chỉ cái dạng string này thì mình có thể gán gán được một cách rất là thoải mái luôn, rồi thậm chí là so sánh được luôn. Ừ. Rồi thì bây giờ xong đó, mình rất là dễ dàng là gì, tạo một cái đối tượng cụ thể nè ha, nó một cái đối tượng cụ thể specific object ha, cái này mình có thể ghi tiếng Anh là gì, create specific ha object, tạo ra một cái đối tượng cụ thể from từ gì, từ một cái class trừu tượng from abstract class từ một cái lớp mình thấy nó khá là trừu tượng đúng không, trong đây nó không có, nó chỉ chứa những cái đặc tính thôi chứ nó không hề có cái dữ liệu ha, không có bất cứ cái dữ liệu nào đó, tên gì, giá bao nhiêu, địa chỉ ở đâu đó, cái hàm nó viết chung chung thôi. Rồi thì qua đây thì mình mới tạo một cái đối tượng cụ thể ha, từ cái lớp này ha. Thì cái lớp này thật ra nó cũng không gọi là một cái lớp trừu tượng đâu nha, nhưng mà nó mang một cái tính chất là trừu tượng thôi, chung chung trước ha. Còn cái lớp trừu tượng là như thế nào thì mình sẽ nói sau ha, mình sẽ nói sau ở những cái phần sau. Rồi ok, thì thế là mình đã truyền được những cái thông tin cho nó, và sau đó mình có thể gọi cái phương thức để mình chạy luôn, đây cái phương thức đó. Rồi chấm phẩy ha, thế là mình đã kết thúc cái bài giới thiệu cơ bản về gì, về cái hướng đối tượng ha. Đó, tạo ra một cái lớp ha, đại diện cho một cái đối tượng nào đó. Đó và chứa tất cả những cái thông tin liên quan tới cái đối tượng đó. Rồi muốn truy xuất nó thì mình truy xuất tương tự như kiểu struct ha, tương tự như kiểu struct. Rồi thì bây giờ mình chạy cái kết quả thử coi có lỗi hay có vấn đề gì hay không. Rồi, bấm chạy. Ok các bạn ơi, tuyệt vời các bạn ơi. Vậy là cái thư viện string của mình nhớ cuối cùng nó cũng đúng các bạn ha. Đó, string, đó là string thôi. Đó, thì đây, đó. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Những cái thông tin mà mình nhập vào từ đây và mình gọi cái hàm này, cái phương thức này thì nó sẽ xuất ra những cái thông tin cho mình ha. Đó, thì đó người ta gọi là một cái cách đóng gói theo theo cái đối tượng mà mình muốn hướng tới ha. Ngoài ra nha các bạn, class nó chứa biến nè, nó chứa hàm nè, thì trong cái lý thuyết hồi nãy thầy có chiếu cho các bạn xem á, nó có thể chứa được những cái operator, thì cái phần operator mình sẽ học sau nữa ha, học sau nữa.
thì nó sẽ nói về cái cách mình tạo ra những cái dạng operator cho cái loại class này, thì cái đó mình sẽ nghiên cứu sau. Và thậm chí nó chứa được những cái class bên trong luôn ha, tức là class có thể chứa được class nha. Thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể là viết tiếp những cái class ở bên trong class, tức là các bạn muốn lại tiếp tục gom nhóm những cái thông tin nào đó ha, lại thành một cái class nữa ở bên trong này, tức là một cái nhóm đối tượng nhỏ nằm trong cái đối tượng lớn là fruit này. Ví dụ như là một cái class về mình cũng không có biết là cái class này mình đặt tên là gì nữa. Ví dụ như mình đặt đại đi là một cái nhóm gì đó, một cái hướng gì đó mà mình cần phải tìm hiểu. Ví dụ như là của gì quá trình trọng vậy, blend blend fruit blend đi, ví dụ vậy, fruit blend đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái class nằm bên trong một cái class khác ha. Thì sau này á, khi các bạn qua trong cái class này lại tiếp tục chứa những cái variable ha, trong đây hoàn toàn lại tiếp tục có thể chứa những cái variable nè, những cái method nè ha, và những cái class khác ha, và những cái operator khác vẫn được thoải mái nha. Ừ. Thì các bạn nhớ là nhớ kỹ cái ngôn ngữ hướng đối tượng, cái cấu trúc nền tảng của nó sẽ là như thế này. Thì sau này các bạn học những cái ngôn ngữ khác đó, thì nó đều có, nếu mà nó cũng viết theo hướng hướng đối tượng như giống như là C# nè, Java nè, JavaScript nè, thì nó đều có theo cái thiên hướng này hết. Nó sẽ viết theo cái cấu trúc này. Nên khi các bạn gọi ra những cái hàm function mà trong cái thư viện người ta viết sẵn á, thì các bạn sẽ quen dần cái cách nó vận hành như thế nào ha. Ok. Rồi. Thì những cái class này hoàn toàn nó lại tiếp tục, nó lại được đóng gói trong một cái gói lớn hơn ha, cái gói nó gom lại một cái gói lớn hơn, nó gọi là namespace ha, namespace đó. Thì ở đây mình có cái hình ở trên đây mình nhìn đó, thì cái namespace của mình nè, nó sẽ chứa chứa cái class, là chứa những cái biến, những cái function, những cái operator và những cái class khác nữa ha. Nói chung là cái namespace nó chứa được rất là nhiều cái tức là nó đóng gói những cái nhỏ lại thành nhiều cái lớn hơn đó. Thì đây lại tiếp tục chứa rồi những cái class khác ha, thì nó đóng gói lại thành một cái namespace ha. Rồi. Ok. Thì ở đây giống như cái SDD nó đóng gói thành cái namespace nè ha. Rồi, thì ở đây mình cũng có một cái ví dụ đây rồi nè. Có một cái ví dụ nè. Ví dụ cái namespace STD thì là cái mà mặc định chúng ta hay xài đúng không? Namespace STD là cái mà chúng ta hay xài để dùng cho cái hàm cin cout á. Thì cin cout là những cái toán tử các bạn, nó nằm trong cái namespace này. Và ví dụ như mình muốn đưa đưa thêm một cái hàm nào đó của mình, của chính mình nha. Đây, ví dụ viết ra một cái hàm của chính mình mà mình muốn muốn đưa vào trong cái namespace này cũng được các bạn. Các bạn chỉ cần làm gì? Ghi cái chữ namespace, từ khóa namespace, cái tên của namespace đóng ở ngoặc, và các bạn đưa cái hàm của mình vào. Thế là cái hàm này sẽ thuộc cái namespace này. Vậy thôi ha. Thậm chí là mình có thể là gì? Đưa nguyên cái class fruit này của mình nè vào trong cái namespace std này được không? Được, câu trả lời là được nha mọi người. Đây, mình demo luôn. Đó, tức là bây giờ các bạn muốn cái class này nó thuộc trong namespace này, các bạn chỉ cần ghi chữ là gì? Namespace std mở ngoặc ha, và tất cả cái nội dung này sẽ thuộc namespace ha. Đó, enter, đóng ngoặc lại, xong các bạn ha. Thì namespace á, thì không cần phải có dấu dấu chấm phẩy cuối, còn class thì phải có. Rồi, ok các bạn ha. Thế là cái fruit của mình nó đã nằm trong cái std rồi, cái namespace rồi ha. Không biết có được không nữa, bây giờ mình thử ha. Thì bây giờ mình thử bằng cách nào? Mình đã đưa vào đây rồi ha, đã đưa vào rồi. Và ở đây mình có ghi là using namespace rồi, nên khi mà mình muốn xài cái class này thì mình đơn giản là mình sẽ gọi cái class thôi, cái tên của class thôi, giống như cái cin cout vậy đó. Thì bây giờ nếu mà mình bỏ cái std đi thì sao? Trước tiên mình build coi có lỗi hay không nữa. Rồi. Không lỗi ha. Và bây giờ mình sẽ thử nè, mình bỏ cái này đi. Nhưng mà khi mình bỏ cái này đi thì hiển nhiên là mấy cái cin cout nó báo lỗi đỏ ngầu lên hết các bạn, tại vì mấy cái này nó thuộc mà. Nó fail luôn nè ha, đây nó báo luôn. Nó báo đủ thứ các loại lỗi luôn. Cái lỗi đầu tiên ở đây nó báo là cái fruit ha. Cái cin cout này không báo lỗi luôn. Vì
Theo như thầy dự đoán á, là vì cái class mình á, nó nằm trong cái namespace std, mà cái C in C out của mình á, nó cũng nằm trong cái std luôn. Vì vậy là cái class mình á, là nó thấy được cái những cái toán tử này, những cái nó sử dụng được chung những cái toán tử này. Tại vì cái class này và cái toán tử C in C out á, nó nằm chung cái namespace tên là gì? STD. Đây, toán tử C in C out và cái class của mình ha, thì nó cùng thuộc chung cái namespace này. Vì vậy đó, cái class mình có thể là sẽ xài được những cái toán tử C in C out luôn, nên các bạn sẽ không thấy nó báo lỗi ở đây ha. Cái đó là cái predict của thầy thôi, tại vì thầy chưa có thử các bạn. Bây giờ mình sẽ thử. Thì trước tiên cái ông này là cái chắc chắn là nó sẽ không phát hiện được. Nó báo là gì? Undeclared identifier ha, tức là phóng to cho bạn nhìn cái lỗi. Green fruit này, nó là một cái tên mà mình không có, chưa được khai báo các bạn. Tại vì sao? Tại vì cái fruit mình á là nó nằm ở trong cái namespace std, mà mình á, thì mình gọi không không vậy thì sao được? Thì mình dùng quy tắc cũ std 2 chấm 2 chấm 2 chấm 2 chấm đó, hết lỗi các bạn, hết lỗi ngay lúc tức thì luôn đó. Nhưng mà mình build thử coi còn có vấn đề gì, vẫn lỗi bạn đó. Thì bắt đầu là mình xem xét tiếp coi coi những cái lỗi gì đó. Rồi C in, à đúng rồi, cái C in của mình là nó nằm trong std mà, std 2 chấm 2 chấm. Rồi rồi mình build lại, trời ơi không lỗi luôn các bạn ơi, không lỗi luôn. Thì mình lại suy ra được là gì ha, cái class của mình đã đưa được vào trong cái namespace std rồi đó. Và khi mà class này nằm chung cái namespace std với cái c cái toán tử c out á, vì vậy cái c out mình xài thoải mái luôn ha. Nhưng mà mình không biết nó chạy được hay không, thì bây giờ mình chạy thử cái đã ha. Chạy thử cái đã, run, trời ơi được luôn bạn ơi ha, tuyệt hảo ha. Đó thì vậy là mình đã học được thêm một cái khái niệm mới, đó là namespace và cái cách mà đưa những cái dữ liệu của mình vào trong một cái namespace nào đó ha. Các bạn hoàn toàn có thể tạo cho mình một cái khối namespace mới nha, và chứa những cái class, những cái operator, những cái hàm, những cái function, những cái biến mà liên quan tới một cái đối tượng nào đó mà các bạn muốn quản lý ha. Các bạn có thể gom nó lại chung một cái namespace để các bạn cất cất và sau này các bạn cần á, các bạn lôi nó ra các bạn dạy xài, giống như cái STD đó. STD là viết tắt của chữ standard các bạn, tức là những cái thư viện nhập xuất mà cơ bản, thì nó sẽ gom chung vô cái namespace có tên là STD ha. Rồi. Đó, thì đó là những cái giới thiệu cơ bản về cái cấu trúc của cái ngôn ngữ hướng đối tượng ha, ngôn ngữ hướng đối tượng ha. Rồi. Thì tất nhiên là bên ngôn ngữ hướng đối tượng á, ngoài cái class thì nó vẫn có thể viết ra những cái biến toàn cục nha, nó vẫn có thể viết những cái biến nằm ở bên ngoài những cái class này vẫn được nha mọi người, vẫn được nha, không vấn đề gì hết. Nó tại vì nó cũng giống như C mà, nó là sự C phát triển lên, nên mình muốn tạo ra những cái biến mà nằm bên ngoài hết được, viết những cái hàm ở bên ngoài không nằm thuộc cái class nào hết vẫn được, hoặc viết những cái toán tử nó nằm ở bên ngoài vẫn được luôn, không thuộc namespace vẫn được luôn ha. Cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên ha. Đó, ví dụ các bạn tạo một cái biến toàn cục ở đây, biến global data đi, ví dụ vậy, thì cái chuyện mà mình tạo những cái biến bình thường như thế này thì vẫn được. Hay là những cái function welcome function đi, ví dụ vậy, thì cái chuyện đó là hiển nhiên ha, không vấn đề gì hết. Đó, các bạn muốn làm cái gì đó thì vẫn như như C thông thường thôi. Rồi. Ok, còn những cái khối nào mà liên quan tới một cái đối tượng, những cái đối tượng nào đó thì mình gom lại để mình tạo thành một cái khối, một cái lớp trừu tượng về cái đối tượng đó ha. Và muốn sử dụng nó thì sử dụng như là dạng struct gì đó, gọi ra và sử dụng ha. Ok ha. Rồi. Thì ở đây mình có một bạn có đặt cái câu hỏi là gì? Struct chứa được, chứa hàm được ha. Thì theo như kiến thức của thầy biết á, thì struct không chứa hàm được. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái struct ha. Thì coi cái kiến thức của thầy bị hỏng hay là bạn Hoàng nhớ nhầm, thì mình xem thử. Ok, mình sẽ tạo void demo function. Một tên chất về thầy. À quên, sorry. Đặt tên struct ABC. Rồi.
Brun Hello. Ủa xe ao chứ. Xe ao đi. STD. Hiyu. Rồi ha. Thì mình sẽ coi. Ui không lỗi thiệt nè. Ui hay thế. Trời, lần đầu tiên trong đời thầy mới biết luôn các bạn. Lần đầu tiên trong đời structure chứa được hàm. Không biết luôn. Trời. Hay vậy, Bill. Không lỗi luôn. Wow. Lần đầu tiên thầy mới biết luôn á. Cảm ơn bạn Hoàng. Trời ơi. 12 năm đi học của tôi. Ủa. 207. 207. 15 năm. Trời ơi. 15 năm từ khi bước chân vào đại học. Trời ơi, không thể tin được các bạn. Trời ơi. Cảm ơn Hoàng. Trời ơi. Không thể tin được. Thầy không tin luôn các bạn. Và bây giờ ví dụ như mình lôi ra mình xài sao? ABC. ABC con, đúng không? ABC chấm. Trời ơi. Gọi được nè. Quá đỉnh luôn. Lần đầu tiên thầy mới biết luôn các bạn. Thật sự cái này là lần đầu tiên thầy mới biết luôn á. Là structure chứa được cả hàm nha mọi người. Ok. Quá hay luôn. Trời ơi, được luôn nè các bạn ơi. Ok các bạn ha. Thì sau khi mà mình search 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 trên mạng một số nơi á, thì chốt lại như thế này. Đó. Thì vấn đề về struct thì cái câu hỏi đặt ra là struct có thể chứa một cái hàm bên trong cái struct hay không ha. Thì cái câu trả lời á, là no ha, câu trả lời là không ha. Đó. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó mình viết code thực tế á, thì mình vẫn có thể để một cái function trong cái struct được ha. Cái chương trình á, thì nó không có biết nói dối được, tức là được đúng không, mình thấy nó để được. Nhưng mà theo những cái kiến thức, những cái lý thuyết mà khi người ta nói tới struct á, nói tới struct á, từ bên C qua tới C cộng cộng mình thấy á, đó thì và ở đây có nhiều cái người ta cũng khẳng định là gì, à no no nó chỉ có thể là gì, no nó không thể chứa được cái hàm bên trong struct mà nó chỉ chứa được những cái con trỏ hàm thôi. Thì cái con trỏ hàm là gì, cái con trỏ hàm á, đây mình nhìn cái code dưới đây cho nó đơn giản hơn. Cái con trỏ hàm á, là một cái con, nó con trỏ hàm nó bản chất nó cũng là một cái biến và nó sẽ chứa một cái function. Mình sẽ khai báo cái hàm đó nằm ở bên ngoài cái struct ha. Ví dụ như con trỏ hàm show này thì sẽ trỏ tới cái function show này ha. Đó, và nó sẽ cái hàm á, thì phải viết ở bên ngoài cái struct ha. Còn cái việc mình lôi ra mình xài á thì vẫn có thể thông qua cái con trỏ hàm này và sau đó mình truy vấn tới tới những cái function nằm bên ngoài này ha, thì vẫn được ha. Thì tóm lại như thế này, tóm lại như thế này, khi mà mình thử nghiệm thực tế luôn mình thấy cái gì, mình viết chương trình nó vẫn chạy, nó vẫn ok, thì đồng ý là mình vẫn có thể viết được, tại vì ok chương trình nó cho phép thì mình vẫn viết thôi. Nhưng sau một số cái trang web thầy tìm hiểu á, thì gần như không có ai để một cái hàm ở trong cái struct hết, gần như không ai để hết ha. Thì khi mà người ta muốn gom những cái hàm vào trong một cái khối nào đó để quản lý thì gần như người ta chỉ gom vào trong một cái class mà thôi ha, chỉ gom vào những cái function vào trong một cái lớp trừu tượng là class đó. Thì các bạn chú ý là mình không có dùng cái cách này ha, không dùng cái cách này. Nếu muốn cái struct mình trỏ tới một cái function nào đó thì mình cùng lắm là mình đưa cái hàm nó ra bên ngoài và mình viết dạng con trỏ hàm đó, để mình có thể liên kết tới cái function này thôi, theo những cái cách ở trong đây ha. Đây theo cách trong đây đó, để trỏ tới một cái hàm này. Còn tuyệt đối không có viết một cái hàm trong cái struct ha, nó sẽ làm rối cái luồng suy nghĩ trước giờ của chúng ta ha, trước giờ chúng ta. Và các bạn cứ search những cái tài liệu đi, các bạn sẽ thấy đa số struct chỉ dùng để chứa những cái gom những cái biến lại mà thôi. Ok, ha. Rồi nói chung là cũng cảm ơn bạn Hoàng, một cái kiến thức rất là bổ ích, các bạn rất là bất ngờ, thầy khá là bất ngờ luôn, để ở trong nó vẫn viết được nhưng mà gần như mình không thấy người ta làm như vậy ha, gần như mình không thấy. Ok rồi, có ai có câu hỏi gì tiếp theo?